Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đường Về Minh Giác. Thưa quý vị, trong hạ tuần tháng 11, trước bao nhiêu tin tức dồn dập về chính trị, kinh tế, thế giới, có một mẫu tin tuy rất là nhỏ nhưng mà rất đáng để người ta quan tâm. Đó là một phi thuyền thám hiểm hỏa tinh do cơ quan NASA thực hiện đã đáp xuống an toàn ở tại một cái vùng đất được chọn lựa trên hỏa tinh. Và đặc biệt hơn nữa là sau khi phi thuyền này hạ cánh thì phi thuyền được trang bị một cái bộ phận đặc biệt để có thể thu lại cái âm thanh của tiếng gió ở trên hỏa tinh. Và âm thanh của tiếng gió đó đã được gửi về trái đất, cơ quan NASA thâu lại và cho phát trên Internet. Lần đầu tiên chúng ta có thể mở ra nghe âm thanh của gió thổi. Chúng ta vốn nghe rất nhiều âm thanh của gió thổi ở trong cuộc đời từ nhỏ tới lớn, sống trên mặt đất này. Nhưng mà lần đầu tiên cả nhân loại có một cái dịp đặc biệt để nghe tiếng gió được thâu lại từ hỏa tinh một tinh cầu rất xa xôi. Điều đó có thể nói rằng như là một sự kiện không ai nghĩ là khả thi. Nếu mình nói chuyện với những người cách đây một thế kỷ trở về trước, thâu tiếng gió ở trên hỏa tinh, một cái nơi mà đi đến đã là khó rồi, thâu được âm thanh mà gửi về trái đất, nó là một sự tiến bộ rất lớn, một bước đi rất dài ở trong khoa học kỹ thuật của nhân loại, và cho chúng ta những điều mà thực sự rất là đáng kinh ngạc. Thì thưa quý vị, cuộc sống ngày nay chúng ta quá quen với những vật thể khổng lồ như là chiếc Airbus 380 hay là Boeing 747. Thôi có thể chở một cái khối lượng hành khách và hàng hóa khổng lồ đi từ châu lục này qua châu lục kia. Chúng ta quá quen với điện toán, với điện thoại cầm tay, với những thứ làm được những việc mà cách đây 20-30 năm chúng ta không ngờ được. Thì thưa quý vị, tất cả những cái tiến bộ lớn lao khiến cho nhiều người xem đó là một sự mầu nhiệm của cuộc sống. Nhưng mà nó là một bài học. Bài học về một điều mà chúng ta thấy rằng mỗi một thời đại, mỗi một cái vùng đất đôi khi có những sự việc mà nếu sau này được kể lại ở một nền văn hóa khác, ở một thời gian khác, thì có lẽ người ta rất là khó để tưởng tượng, rất là khó để chấp nhận. Ví dụ như là chúng tôi sinh hoạt hàng ngày ở trong một cái lớp Phật Pháp có tên là lớp Phật Pháp Buddha-Dhamma. Lớp Phật Pháp này sử dụng một cái phương tiện rất là phổ thông của người Việt Nam, đó là Pao Thoát. Nhờ kỹ thuật Pao Thoát mà chư Tăng và Phật tử nhiều người có thể tham gia một lớp học. Chứ vì giảng sư thì kẻ đông người Tây, người ở châu lục này, người châu lục kia. Và với Phật tử thì khắp nơi trên thế giới, Âu Châu, Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Việt Nam đều có thể tham gia nếu biết vận dụng điều này. Một lớp học Phật Pháp mà gồm có nhiều vị giảng sư đến từ nhiều châu lục, nhiều Phật tử đến từ nhiều vùng đất khác nhau trên thế giới cùng có mặt để mà thảo luận, để mà nghe, để mà giảng, thì kể ra nó cũng là một phép màu. Kể ra cũng là một điều mà rất là khó để kể lại cho người khác. Người ta có nói về một sự việc khác là ngày nay khi người ta đến một cái mũi đất ở tại đất nước Mexico, tức là Mexico trước kia, người ta thường gọi gần Cancun, thì thưa quý vị, ở đó có một cái hố sâu tương đối rất là tròn nằm ngoài khơi, và nhiều nhà nghiên cứu
thì tin rằng hố sâu đó đã có một cái sự kiện xảy ra, xem là một bước ngoặt ở trong lịch sử của trái đất và lịch sử của sự sống ở trên trái đất. Bằng những nghiên cứu, người ta thấy rằng cách đây nhiều triệu năm đã có một cái thiên thể, một vật thể như là sao chổi hay là một thiên thạch lao vào trong bộ khí quyển của trái đất và đâm vào trong vùng đất này. Vì cái sự va chạm quá mạnh, nó đã tạo nên sóng thần, tạo nên đám mây mù phủ cả bộ khí quyển trái đất và dẫn đến một cái hệ quả là toàn bộ loài khủng long có mặt trên trái đất bị tiêu diệt. Ngày nay thì thưa quý vị, chúng ta không còn thấy được những loài khủng long như vậy. Nhưng mà có một điều mà chúng ta có thể biết được là loài khủng long như vậy tồn tại, đó là những cái bộ xương hóa thạch của khủng long được tìm thấy nhiều nơi, như là ở Utah, Hoa Kỳ, ở Canada, ở Trung Quốc và nhiều vùng đất nữa. Một cái sự va chạm của thiên thạch khi đâm xuyên ngang bộ khí quyển trái đất đã tạo nên một cái cơn địa chấn, sóng thần, mây mù bao phủ trái đất, mà khiến cho tất cả những loài khủng long trên trái đất này bị hủy diệt. Thật sự là khó tưởng tượng với chúng ta ngày hôm nay. Mặc dù là xương khủng long cũng còn đó, mặc dù người ta có đủ tất cả những nghiên cứu về địa chất để chứng minh rằng một sự kiện như vậy đã xảy ra trong quá khứ, nhưng mà câu chuyện mà chúng tôi muốn nói ngày hôm nay không phải là những câu chuyện xa xôi, những câu chuyện mà chi tiết có lẽ ly kỳ. Điều mà chúng ta nói ở đây là một cái thái độ khiêm tốn của con người trước những biến thiên của cuộc đời. Có những thứ vượt ngoài tầm hiểu biết, có những thứ vượt ngoài sự tưởng tượng của chúng ta, nhưng mà không có nghĩa là không có. Tuy nhiên trong cái nhìn của Phật học, thưa quý vị, thì Đức Phật Ngài dạy rằng hành trình tâm linh không nhất thiết là chúng ta phải biết những chuyện xa xôi huyền hoặc đó. Tuy nhiên chúng ta rất là cần khiêm tốn để nhận rằng có những sự việc xảy ra ngoài tầm hiểu biết của mình. Dù sao thì nó vẫn có những điều rất là hệ trọng, rất là tốt để chúng ta biết. Và điều đó thật sự nằm trong cái khả năng hiểu biết của mình. Điều đầu tiên Đức Phật dạy rằng tất cả mọi thứ không đứng yên một chỗ, mà nó phải thay đổi. Một đóa hoa không thể nở và đẹp hoài mà nó sẽ tàn. Một cái rừng cây khi mùa thu rồi mùa đông đến nó là rụng lá. Ngay cả trái đất mà chúng ta đang sống ở đây thì nó cũng không đứng yên một chỗ. Từ kiếp thành sang kiếp trụ, từ kiếp trụ sang kiếp hoại, từ kiếp hoại nó trở về kiếp không. Và thưa quý vị, điều đó không có nghĩa là chúng ta không thực sự có thể biết được. Mà điều đầu tiên con người thấy biết được là thế giới là vô thường, hằng chuyển, luôn luôn thay đổi. Và một điều khác, bởi vì thế giới là vô thường, là hằng chuyển, do vậy thế giới không có hoàn hảo. Một đóa hoa nó sẽ không có hoàn hảo, bởi vì nó chỉ tồn tại ở trong một cái khoảnh khắc, ở trong một cái thời lượng nào đó cố định. Nó không thể nào nó đẹp mãi mãi, nó tồn tại mãi mãi, cho nên nó không hoàn hảo. Và trong cái không hoàn hảo đó, trong cái sự thay đổi đó, nó là một đặc tính khác nữa, đó là không nằm trong chủ quyền của bất cứ ai. Từ tế bào trong thân chúng ta cho đến những rặng núi Himalap Sơn, Rocky Mountain, tất cả đều vận hành chung quanh cái luật vô thường liên tục. Và ngay cả trái đất mà chúng ta đang sống ở tại đây, theo trong kinh Phật diễn tả, thì ngày hôm nay các nhà khoa học cũng nhìn nhận không có một cái sự kiện mà một vườn địa đàng sẽ được tái lập và vĩnh viễn trên một cái vườn địa đàng vĩnh hằng ở trên mặt đất này, mà một thời gian nào đó mặt đất này, trái đất này cũng như nhiều cái tinh cầu khác sẽ bị vô thường chi phối, sẽ đi đến chỗ hủy diệt. Và để hiểu điều đó thì chúng ta có thể nói rằng nếu chúng ta thật sự sống thực tế, thực tiễn,
mà chấp nhận sự thật, thì thưa quý vị, chúng ta phải khiêm tốn mà nhận rằng nhiều việc nghe rất là huyền hoặc nhưng mà có xảy ra trong đời sống. Tuy nhiên điều quan trọng nhất mà Đức Phật dạy rằng có ba cái pháp ấn: vô thường, khổ não, vô ngã. Nếu chúng ta thường suy nghiệm thì chúng ta sẽ vượt qua nhiều cái phiền não nội tại, thành tựu được chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là vài điều chúng tôi muốn trình bày trong chương trình pháp tuần này. Và bây giờ thì xin được bước qua phần thảo luận hôm nay, có Đại Đức Nguyên Thông, Đại Hữu Nguyễn Quang, Đại Hữu Nguyễn Cương như thường lệ. Trước nhất là mời Đại Hữu Nguyễn Cương. Đại Nguyễn Cương, chúng ta thấy rằng cuộc sống mỗi lúc thì nó có nhiều chuyện lạ, nhiều chuyện vượt ngoài tầm hiểu biết của mình. Đặc biệt là trong thời đại của chúng ta, nhiều khi mình chúng ta nghe những cái kỳ công của con người, những cái kỳ tích của con người đối với tạo hóa, đối với cuộc sống này, thì theo Đại Hữu Cương đó thì phải chăng là ở trong cái kho tàng trí thức, trong kho tàng hiểu biết con người đó, không nhất thiết là chúng ta phải biết hết, phải hiểu hết, mà đặc biệt là chỉ có một số lĩnh vực nào đó chúng ta nên biết, và nếu có một cái lĩnh vực nào đó hạn chế mà chúng ta thực sự nên biết, thì theo Đại Hữu điều đó là gì? Xin mời Đại Hữu. Đại Hữu, chúng ta biết rằng cái kho tàng tri thức của con người rất là mênh mông và chúng ta chỉ có thể biết ở trong một phạm vi hữu hạn. Và nếu câu hỏi đặt ra rằng trong phạm vi hữu hạn mà chúng ta có thể biết về cuộc sống đó, thì chúng ta thật sự nên biết về điều gì? Xin mời Đại Hữu. Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Thượng Tọa và Đại Đức Nguyên Thông, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả. Dạ, kính thưa bà Thượng Tọa, bởi vì con thấy ở trên cái cõi đời này cái sở học là mênh mông như là một cái biển cả, mà nếu mà cái khả năng tùy theo cái sự hiểu biết và sự kiến thức của một con người khi mà chúng ta học hỏi, nhưng mà nó cũng phải tùy theo cái tầm hiểu biết của một con người, con người ta nó có được cái sự học rộng rãi hay là không. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà chúng ta đã có cái sự hạn chế trong cái sự hiểu biết, thì chúng ta nên hiểu biết những cái gì thực tế nhất với cái đời sống của mình. Có nghĩa là nó liên quan cái đời sống hiện tại và gia đình của mình và cái xã hội và chung quanh những cái điều nó xảy ra trong cái xã hội mà chúng ta đang sống, thì đó là cái điều quan trọng nhất. Và nếu mà những người mà đã có được một cái sự học hoặc là có sự một cái kiến thức hiểu biết rộng rãi hơn, thì lúc đó chúng ta sẽ đi xa hơn ở trong cái những cái lĩnh vực khác, chẳng hạn như về nghệ thuật, về văn chương, hoặc là về kỹ thuật, hoặc là những cái điều khác mà chúng ta có thể tìm hiểu rộng rãi hơn. Nhưng mà mình, con người ta sống đó, nó cần phải thực tế hơn một chút xíu, có nghĩa là chúng ta phải nhận chân được những cái gì là những cái sự thật và những cái gì là những cái cần thiết cho con người và cho đời sống con người. Chẳng hạn như là đừng có mà mơ tưởng viển vông hoặc là tham lam quá độ, đứng núi này trông núi nọ, tất cả những cái điều đó nó không có thực tế và nó ngoài cái tầm hiểu biết cũng như là ngoài cái khả năng của mỗi một con người. Vì vậy thưa bà Thượng Tọa, cái điều mà con nghĩ rằng những cái gì mà chúng ta cần biết thì là cái thực tế nhất về cho cái đời sống của con người của mình. Đó là cái điều thực tế nhất. Mà cái điều thực tế nhất là chúng ta phải nên tìm hiểu con người ta sống khi mà sinh ra, mà sống và lớn lên, mà chúng ta sẽ chết, để mà chúng ta có thể đi về đâu. Nếu mà chúng ta hiểu được một phần nào cái giáo lý của Phật giáo á, của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đó, thì cái điều đó là cái điều chúng ta cần phải biết, và cái đó nó áp dụng thực tế cho con người mình hơn, và cái đó nó có lợi lộc cho cái bản thân của mình. Rồi sau đó những cái điều gì mà nếu chúng ta có điều kiện, có thời gian và có cái khả năng học thuật để mà học hỏi hơn, thì lúc đó chúng ta mới tìm hiểu thêm để mà cho biết rộng rãi hơn về những lĩnh vực khác, cũng như là con vừa mới đề cập tới là những cái điều nếu mà chúng ta vì vấn đề mà hạn chế thì chúng ta nên tập trung về cho cái đời sống hiện tại của cái con người mình, thì như vậy là tốt nhất đó thưa bà Thượng Tọa. Cảm ơn Đại Hữu Nguyễn Cương. Đại Đức Nguyên Thông, có nhiều người họ nói rằng mình muốn tu tập thì mình nên học nhiều, đặc biệt là học nhiều Phật pháp. Có nhiều người nói rằng mình học nhiều quá thì mình rối trí,
và cái rối trí nó không có lợi cho cái sự tịnh tâm. Đại đức Quyền Thông có thể chia sẻ là chúng ta học như thế nào mà làm rối trí và học như thế nào mà làm sáng trí. Xin thỉnh Đại đức Quyền Thông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con cung kính đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đảnh lễ giáo pháp của ngài, và con kính chào toàn thể chư vị thính giả của đài Đường Về Biên Giác. Kính thưa sư phụ, trong vấn đề học tập ở đây á, là nó tùy mỗi một người, chứ không thể nói là một cái lối học tập này áp dụng chung cho tất cả mọi người. Thí dụ như trong mà con học trong giáo lý của Đức Phật Thích Ca đó, thì có một vị tỳ kheo tu hành với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì ngài nói: thưa Thế Tôn, thưa Thế Tôn, trong giáo pháp của Thế Tôn thì có học những môn gì môn gì? Thì Thế Tôn nói là có học luật, rồi học kinh, rồi học bi diệu pháp. Thì ngài đó thưa Thế Tôn, con già rồi, con không có khả năng mà học tam tạng kinh điển được, xin Thế Tôn chỉ dạy cho con một cách nào mà học vắn tắt mà có hiệu quả, thì con xin thọ trì cái đó. Thì Đức Phật nói như vậy, thì Đức Phật giảng dạy cho vị ấy quán Vipassana. Thì sau khi họ quán, người đó quán Vipassana thì họ đắc A La Hán, mà khi đắc A La Hán thì cái trí tuệ của người đó quảng bá. Thì cái đó là cái nghiệp thiện của con người hành giả đó tu hành. Còn mỗi người thưa sư phụ có những cái sở hành khác nhau và cái thích thú khác nhau. Thì có những người học kinh, học luật, thành ra ví dụ như ngài Ubali thì ngài có thể nói là ngài rành về giáo luật, là những điều mà Đức Phật giảng dạy ra thì ngài nhớ cái giáo luật này Đức Phật giảng dạy ra trong cái duyên sự này là thế nào thế nào. Còn ngài A Nan thì có cái trí nhớ, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy cái gì thì ngài có cái trí nhớ đó như là cái computer. Cho nên thì mỗi người quá khác nhau, kính thưa sư phụ. Còn con thì có lẽ là con tính cũng tham lam, cái gì cũng muốn, thì học kinh cũng thích, mà học luật cũng thích, học vi diệu pháp rồi cũng thích, và học thiền định cũng thích. Thành ra có lẽ vì học nhiều quá, những cái vấn đề nó không tập trung vào một cái điều gì, cho nên là đến giờ này thì con cũng dần dần ù ù cạc cạc chứ không có đi đến đâu. Thì thưa sư phụ, là theo con thì có chỗ Đức Phật giảng dạy rằng người tu hành thì phải học thì mới biết cách tu và biết cái định hướng của mình, mà tu mà không học là tu mù. Cho nên thì con thấy cái câu lời giảng dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì con rất là hoan hỷ, cho nên là con sẽ cố gắng học giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy trong kinh điển. Thì trong kinh điển thì nó có năm bộ, là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh và Tòa Tiểu Bộ Kinh. Thành ra rồi cái pháp hành thì có pháp hành thiền chỉ là Samatha, là tập trung tư tưởng vào một cái kasina, là cái đề mục thiền đó, để mà điều khiển được cái tâm của chúng ta, đừng để cái tâm của chúng ta nó lao chao. Và cái pháp môn thứ hai là thiền Vipassana, là quán thân thọ tâm pháp, để thấy rằng cái tấm thân mà mình mang nó không phải là của mình. Và vì vậy cho nên trong trường hợp đó thì mình sẽ tiếp tục mà làm như vậy. Khi mà mình có đủ cái ba la mật, tức là bố thí, trì giới, tất cả những cái điều mà mình tu hành được đó, rồi khi mà cái process mà chúng ta tu hành đó, thì khi mà đầy đủ ba la mật thì có thể chứng những tầng thiền hoặc là thánh quả. Đó là những điều mà con học và con thấy như vậy, và con đang đi trên con đường đó. Kính thưa sư phụ, con xin chấm dứt, xin cảm ơn chư vị đã lắng nghe. Con mời sư phụ. Quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đường Về Bản Giác, và vừa rồi là lời phát biểu của Đại Đức Nguyên Thông. Để huyến quan trong câu thảo luận sau ngày hôm nay đó là chúng ta thấy rằng đôi khi có một số người ở trong cái nhìn nghiên cứu về khoa học hay là cái thái độ của những người đi học ngày hôm nay, họ nói rằng cái gì mà
nghe nó hơi khó hiểu, không thể kiểm chứng được, và nó vượt ngoài sự hiểu biết thì họ không tin. Thí dụ như có nhiều vị họ nói rằng các nhà khoa học lấy gì mà để thể đo được là ở trên một cái tinh cầu xa xôi nào đó thì nó gồm có những cái khí gì ở trên, có một khí quyển hay không, hay là nó lớn hay nó nhỏ, hoặc giả là người ta nói rằng có nhiều chuyện khác, ví dụ như đo về cái nước ở trên đại dương, nước biển mà đo được là một chuyện rất là vô lý. Nhưng mà phải chăng là với một người có hiểu biết thì mình phải nhìn nhận rằng có những điều mặc dù nó không nằm ở trong khả năng của mình nhưng mà nó vẫn có xảy ra thực sự, có phải như vậy không? Xin mời đợi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Đường Về Bến Giác. Kính bạch thượng tọa, ai trong chúng ta cũng đều đã có những cái ý thức khác nhau. Tuy nhiên không phải chúng ta nói khác nhau là cái gì chúng ta cũng khác nhau. Có những điều chúng ta rất giống nhau và có những điều chúng ta phải giống nhau. Bởi vì cái phải đó là những điều rất hợp lý mà những người là có kiến thức và những người biết mình biết người nên chấp nhận một cái điều đó một cách vui vẻ. Chúng ta nên học của người khác, và ngược lại có thể những người khác cũng muốn biết những điều chúng ta biết. Cái đó là bạch thượng tọa theo con nghĩ là một cái điều hầu như là một cái định luật của những cái con người được học hành tử tế. Và ngoài cái sự học hành bình thường ở chùa, ở trường học, con người đó về nhà còn tìm hiểu thêm nơi sách vở, nơi cha anh, nơi những người học lớn tuổi hơn mình, nơi những bậc thầy mà mình muốn đến, mình xin được giải thích cái chuyện này chuyện kia. Bạch thượng tọa nói như vậy thì chúng ta thấy rõ rệt rằng là cái điều hiểu biết của một con người thực sự ra chỉ là vấn đề riêng tư của con người đó mà thôi. Tất nhiên vấn đề riêng tư đó về một cái vật thể, về một cái điều kiện ở trong đời sống, về quả tinh cầu của mình, về gió, về biển lung tung đó. Và những người khác cùng với một cái sự việc như vậy, cùng với một cái sự hiểu biết về cái đối tượng đó, họ có thể họ có những cái quan điểm khác, chứ không nhất thiết là họ phải giống người kia hay là họ cũng phải noi theo người kia mà đi tới. Sự thực ra thì trời đất bao la. Cái sự hiểu biết của chúng ta có lẽ là nên có một cái quan niệm mà không nên thay đổi, là cái điều chúng ta biết được thực sự ra không phải là một cái điều mênh mông nhất thế giới đâu. Cái điều chúng ta biết được chỉ là theo cái học thuật của chúng ta, theo cái sự từng trải của cá nhân chúng ta, theo những sách vở mà chúng ta được đọc, theo những cái hoàn cảnh mà chúng ta có cho phép chúng ta có thể đọc cái này, đọc cái kia, và chúng ta đến trường học hay chúng ta theo học với một vị giáo sư nào đó về một môn học nào đó thôi. Thực sự ra cái học nó mênh mông, và con người, cái sự hiểu biết con người không phải là hạn chế, nhưng nó khác biệt nhau. Con người nào cũng vậy, có những cái sự hiểu biết khác biệt, bởi vì tùy theo ý thích, tùy theo sách vở đọc, tùy theo những cái quan điểm chợt đến chợt đi của con người, nó cũng lạ lùng lắm. Cho nên cái sự hiểu biết của mình theo triển nghĩ của con, thưa thượng tọa, có lẽ mình nên khiêm tốn, bởi vì trời đất bao la lắm. Kính thượng tọa, con xin hết lời. Và những con người cũng khác nhau xa nhiều lắm. Khi chúng ta đối diện với con người thì chúng ta đừng nghĩ là chúng ta hơn con người này, cái này hơn con người kia kia, không phải như vậy. Chúng ta khi đối diện với một ai đó, chúng ta lắng nghe, chúng ta trò chuyện, chúng ta thân mật, và chúng ta để cho cái tâm của chúng ta nó được mở mang, nó được mở ra, để chúng ta tiếp nhận những cái, dù chúng ta hiểu hay chúng ta không hiểu, chúng ta cũng nên tiếp nhận gì cái điều đó để chúng ta học hỏi, tìm hiểu hơn. Thì bạch thượng tọa, cái đó là cái điều mà con muốn suy nghĩ chúng ta nên giữ gìn ở trong lòng chúng ta. Chúng ta không nên quá đáng đến điều mà người ta gọi là tự kiêu. Ồ, mình cứ tự kiêu mình biết nhiều, ồ, mình tự kiêu mình đọc cái này rồi, ồ, mình giải thích cái điều này có lẽ đúng hơn. Cái điều đó có lẽ không nên đối với một cái con người mà có một cái học vấn tương đối. Và nói như vậy nghĩa là chúng ta không khiêm tốn quá đáng để chúng ta bỏ qua những sự kiện cần thiết cho một con người. Chúng ta luôn luôn lưu tâm đến ngôn ngữ, đến sự trình bày, đến sự giải thích của những người chung quanh chúng ta, các bậc thầy
ngay cả bằng hữu, anh em, cha mẹ, chúng ta đặt một cái quan điểm là chúng ta đang ở cái lúc mà chúng ta được học hỏi, và nếu vậy thì chúng ta phải quan tâm đến những điều người khác đang nói chuyện với chúng ta. Kính nhường tọa con xin hết lời. Cảm ơn thưa hữu Nguyễn Khoan. Câu trả lời thưa hữu Nguyễn Khoan cũng kết thúc phần thảo luận tuần này. Thưa quý vị, chúng tôi muốn gửi đến quý vị tuần này hai mẫu tin Phật giáo trong tuần. Đầu tiên đó là một người Phật tử, một vị tu sĩ ở tại Hoa Kỳ lần đầu tiên trở thành vị chủ tịch của một cái ủy ban có một cái trọng lượng rất là lớn trên phương diện ban giáo quốc tế, đó là Ủy ban Bảo vệ Tự do Tôn giáo, có tên là International Religion Freedom Committee của chính phủ Hoa Kỳ. Và ủy ban này đã mời thỉnh nhà sư Tenzin Dorje, một nhà sư Tây Tạng, cũng là vị thông dịch viên cho Đức Đại Lama trong nhiều lần ngày sang thăm Hoa Kỳ. Và hiện nay vị này là giáo sư thỉnh giảng của Đại học Cal State Fullerton hoặc ở miền Nam California, trở thành vị chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Bảo vệ Tự do Tôn giáo quốc tế. Tây Tạng là một quốc gia Phật giáo bị Trung Cộng xâm lăng và bị đàn áp. Phật giáo Tây Tạng ở tại Trung Quốc là một ở trong những điểm nhức nhối khi mà đề cập đến nhân quyền trên thế giới. Và thưa quý vị, khi mà Ủy ban Bảo vệ Tự do Tôn giáo ở tại Hoa Kỳ bầu một vị Lạt Ma lên làm chủ tịch, thưa quý vị, điều này có ý nghĩa rất là lớn đối với các tôn giáo và đặc biệt Phật giáo trong lúc này. Chúng tôi quay sang mẫu tin thứ hai về Thánh địa Lumbini, hay thường gọi là Lumbini, là nơi Đức Thế Tôn đản sanh ở tại biên giới của Nepal và Ấn Độ. Thưa quý vị, năm 1978 thì Tổ chức Liên Hợp Quốc đã đề cử một kiến trúc sư người Nhật rất là nổi tiếng, đó là ông Kenzo Tange, thiết trí ra một bản đồ tổng quát cho Thánh địa Lumbini, nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Và trong lúc thiết kế này thì ông đã vẽ nên một cái chu vi bao gồm những ngôi chùa Phật giáo và kể cả một cái khu vực rộng 254 acre, trở thành một nơi để cư trú cho loài hồng hạc. Mỗi năm thiên di từ Tây Bá Lệ Á bay về đây để tránh cái lạnh của mùa đông. Mới nghe thì chương trình này được thực hiện để bảo vệ thánh địa. Và quả thật khi chúng ta đến thánh địa ngày nay, chúng ta phải nói rằng cái đề án nguyên thủy thành công vượt bậc. Nhưng mà sự thành công đó cũng chính là vấn đề. Ngài Meitri là một vị hòa thượng, chủ tịch của Liên hội Phật giáo ở tại Lumbini, đã bày tỏ rằng Lumbini trong cái quy hoạch mà xây dựng nhiều ngôi chùa quốc tế và một cái khu vực để là nơi trú ẩn, mà chúng ta ngày nay chúng ta gọi là cái khu vườn sinh thái, là nơi trú ẩn cho các loài hồng hạc di cư về thiên di từ Tây Bá Lệ Á vào trong mùa đông, thì đã biến thánh địa nơi Đức Thế Tôn thành đản sinh đó, trở thành, trong ngôn ngữ Ngài Meitri, là trở thành một cái Disneyland. Bởi vì lý do là du khách về sự rộn rịp và các ngôi chùa quá lớn, quá đẹp, quá nguy nga bao bọc chung quanh thánh địa. Thánh địa thì là một cái khu di tích, giờ đó tương đối rất là khiêm tốn, nhưng mà những ngôi chùa chung quanh đã tạo nên nhiều màu sắc sặc sỡ. Và ngày nay khi người ta về thăm viếng thì cái cảm giác như là cái thánh địa nơi Đức Thế Tôn đản sanh thực sự nó lại không có thu hút, và nó không có rộng, nó không có đẹp như là những cái thánh địa mới. Ở đây là một khái niệm mà người ngày xưa người ta nói rằng khi mà chúng ta làm việc gì, hãy lấy hoa tô điểm Phật, đừng lấy Phật tô điểm hoa. Và Ngài Meitri nói rằng với sự kiện
mà du khách đến ngày càng đông, các ngôi chùa quốc tế mọc lên càng ngày càng nguy nga tráng lệ, thì chúng ta sẽ rơi vào trong một tình trạng gọi là Phật tô điểm hoa, và đó là một điều rất là đáng tiếc khi mà quy hoạch về thánh địa nơi Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Với bản tin này, chúng tôi kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tuần tới.